tôi. Hồi đó giờ có hung hít gì chưa? Tôi không tài hả? Thiệt luôn hả? 5-6 tuổi hả? Thích trai thích gái? Là thích gái. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ. Biết hung không? Nếu mà có cơ hội thì, nếu mà quen thực tế thì chắc cũng thử. Thử rồi cũng làm không được sao? Không có chị. Hơi khó là được. Không, mà tại vì cái chuyện này lạ nè. Lúc đánh đổi em làm gì? Cảm em hay đọc truyện vô Doraemon. Cái gì đấy? Doraemon hả? Thì tôi nghe nói tôi hung. Ôi trời, chưa yêu lần nào, chưa biết hung. Lành mạnh. Rồi sao không đọc mấy cái coi coi người ta coi yêu đương sao, người ta hung hết đồ sao, cái Doraemon sao trời. Rồi em đi xuống là làm chuyện gì được không? Thôi vậy là được rồi, thôi gì bánh đi. Không này, đứng lên, đi nhìn dòm cái thân. Dòm cao, to cao tôi luôn á. Tì vậy trời. Còn riêng á. Chắc không? Chắc. Nói coi. Thì có hả? Chu cha mẹ ơi. Bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi chào bạn, bạn tự giới thiệu về mình. À, xin chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào người ấy. Chào bạn. Dạ. À, em xin tự giới thiệu, em là Võ Thị Cẩm Nhung, em đến từ Long An, hiện là kế toán. Muốn sống và làm việc tại Long An luôn. Dạ không, em đang sống và làm việc ở Tân Phú ạ. À, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ. 25 tuổi, kế toán. Kế toán mà lại bước lên sân khấu mình tưởng đâu là người mẫu chứ. Trời ơi hạnh phúc quá. Thiệt. Còn bạn trai? Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, 26 tuổi, hiện đang làm bên bộ phận kiểm định chất lượng phần mềm. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn chị. Kiểm định chất lượng phần mềm. Dạ. Giống như là kỹ sư điện tử vậy đúng không bạn? Dạ. À, tại sao lý do gì bạn biết đến chương trình mà bạn tham gia? Dạ thì do 25 tuổi rồi mà cái tuổi này ở dưới quê gọi là già già háp rồi á. Trời ơi. Nên ba mẹ thì cứ lo sốt chó rồi. Hối thúc hả? Dạ hối thúc rồi. Gia phả trong gia đình em á, thì cô dì chú bác thì cũng là may mối nhiều lắm. Nhưng mà nó không có thành công nên hôm nay em tự thân lên đây. Chú gia tôi nói mai mối được mấy mối rồi? Dạ được 5 ạ. 5 mối? Dạ. Rồi vậy là mấy người đó không mát tay rồi. Để coi mối thứ 6 này sao? Sao bạn? Nói đi nãy giờ nghe cảm giác sao? À, thì em thấy bên bạn nữ này trải qua 5 mối tình thì đâu phải 5 mối tình. Nãy giờ chưa có mối tình nào hết trơn. Là trời ơi. Tầm mai là mối thôi. Thì cũng giống như là trường hợp của em, cũng trải qua là hai cái mối tình nhưng mà ở đây là không phải là tình yêu, chắc gọi là tình cảm gà bông thôi. Một cái mối tình á là khi mà em học cấp 2 có một cái bạn nữ thì mỗi lần mà bạn đó đi học á là bạn đó hay mua cơm cứ đem qua cho em. Vậy người ta thương mình rồi đó. Nhưng mà tại vì bạn đó thì cũng hơi dữ. Nhưng mà có hôn chưa? Cấp 2 và sau hôn rồi anh. Cấp 3 có hôn chưa? Cấp 3 thì em chưa có trải qua. Bạn mong muốn thế nào nói luôn đi. Dạ, bạn nữ thì hiền, không có quản thúc gì bạn trai nhiều quá. Làm như tù gì quản thúc. đi đâu về cũng phải, đi đâu làm cái gì. Thà cái đó thì để em tự nghĩ em nói thì nó sẽ được tốt hơn. Một bạn nữ thì biết chăm lo gia đình là được. Như đó được, rồi, đơn giản. Si tốt. Trời ơi, nó lành quá. Dạ. Chiếm diễn đàn của mình. Đúng. Em nói đi em. Em nghĩ theo em đánh giá em á, nếu mà đủ tiêu chuẩn làm vợ, một người vợ tốt á, thì chắc được 80%. Vậy là trước giờ mấy anh kia chắc mắt bị đuôi hết rồi hay sao? À. Em không biết nữa chị. Vậy em thích mẫu một người bạn trai như thế nào? À, do là gia đình em con một nên em thích bạn trai là gia đình đông anh em. Về ngoại hình á, thấy dễ nhìn là được. Giống Song Yuki hay là Lee Min Ho thì càng tốt. Cho nó chị cũng muốn mà không được. Khó quá cái đó bỏ qua đi. Đã nói bây giờ thực tế rồi dạ. Để lấy chồng đúng không? Bây giờ gia đình ép lấy chồng giữ chưa? Dạ giữ rồi chị. Bây giờ nếu mà ok được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Hồi Tết á, khi mà dọn nhà thì mẹ có nói một câu á, là nói nhất định Tết năm sau phải có một người. Coi như là bằng quyết chí chuyến này là cố gắng phải không? Rồi đồng ý về thành 4 người không? Ngồi cười hoài luôn. Nghe phải quá. Bây giờ ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Nói cho bà bên kia nghe luôn. À, ưu điểm của em thì em không cà phê, hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè. Với lại khi mà đi chơi gì đó thì không bao giờ về quá 10 giờ. Ủa ai đi chơi không quá 10 giờ? Bên đây. Dạ chào chị. À, em đi chơi không quá 10 giờ hả? Ta nguyên khắc vậy thôi, vậy tốt có gì đâu ngạc nhiên. Không, thật là hơi lạ, một chàng trai 26 tuổi ở Sài Gòn mà đi chơi không quá 10 giờ về thì mình thấy nó lạ, mình qua mình nhìn thôi. Đâu, em đâu có phát biểu là tốt không tốt gì đâu. Trai gì tốt có gì. Hên xui. Hồi đó giờ có hung hít gì chưa? Có nắm tay hả? Thiệt luôn á hả? 26 tuổi hả? Thích trai thích gái? Là thích gái. Chắc không? Chắc. Chắc phải không? Dạ. Biết hung không? Nếu mà có cơ hội thì, nếu mà quen thực tế thì chắc cũng thử. Thử rồi cũng làm không được sao? Không có đâu chị.
Hơi khó là được mà. Không, tại vì cái chuyện này lạ nè. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Cảm em, luôn. Hay đọc truyện ví dụ Doraemon. Cái gì vậy? Doraemon hả? Thì Conan nữa tôi. Ôi trời, chưa yêu lần nào, chưa sở biết hung. Sở thích lành mạnh. Rồi sao không đọc mấy cái coi coi người ta coi yêu đương sao, người ta hung hết đồ sao, cái Doraemon sao trời. Rồi em cứ xuống người ta làm cái chuyện gì đâu không. Nói vậy là được rồi, thôi gì bảnh đi. Ông này, đứng lên dòm cái coi. Dòm cao, to, cao hơn tôi luôn á. Kỳ vậy trời. Còn Jin á. Chắc không? Rồi chắc. Ông mấy coi. Thiệt luôn hả? Ủa? Chu cha mẹ ơi. Hú hồn hú vía. Có luôn hả? Ồ, hay nha, hay nha. Rồi chào em. Bây giờ nghe chị Cát Tường phỏng vấn bệnh em cảm giác sao? Em cảm giác hồi hộp để được gặp người ấy. Ủa em người đàn ông mà chưa có biết phụ nữ là gì? Em còn non nớt quá nên cũng chưa biết. Em không thích gì ở người đàn ông? Răng hô. Ủa em thích Lê Minh Hô mà. Ảnh hô, ảnh tên hô nhưng mà ảnh không có hô. À, ảnh tên hô anh không hô, còn cái người hô mà không phải tên hô không thích. Chung là em chỉ có như vậy thôi. Em có tật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm á. Thí dụ? Ví dụ như là hay ngủ như sao áo sáng ngày đông mất tiêu. Trời đất ơi. Mày không nghe, mày tôi không nghe nha. Ủa là sao? Là em không biết là nóng nực quá hay sao mà kiểu như không biết cái đó là không biết cái đó là do quán tính của em hay sao em không biết. Rồi cái áo nó nằm ở đâu, là mình cởi ra mình quăng ở đâu luôn hả, hay là vẫn còn cái áo nằm kế bên? Cái này mà ngủ nha người lạ căng à. Mà có lúc em cởi áo ra em không biết luôn. Dạ em không biết. Rồi vậy là em giống như bị mộng du vậy đó phải không? Cứ bữa nào ngủ bận áo đi, để coi sáng dậy thấy có bận áo vô mới mới ghê. Đúng không? Mộng du nè. Để cười hoài luôn. Ai, hôm nay bạn có đi với người thân không? Dạ có, em đi với ba của em. À, đi với ba hả? À, chào bác. Dạ chào Quyền Linh với Cát Tường. Dạ chào bác. Thì cháu thì cũng được, còn do quyết định thì do con Tuấn thôi. Rồi bạn gái nó đi với ai không? À, dạ em có đi với bạn thân của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À chào em. Thật ra khi mà thật em rất là bất ngờ khi là hai bạn rất là hợp nhau. Hợp chỗ nào? Tại vì anh rất là hiền, bạn em cũng vậy. Anh chăm chút cho gia đình thì bạn em cũng như thế. Nghĩ là anh cũng sẽ thích một người như bạn em. Hy vọng hai người sẽ tiến xa hơn à. Em thấy không, thật sự bạn kia có những phút hết sức là nói thật. Yeah. Cũng vui tính. Còn bạn thì coi như là cũng chưa có người yêu, chưa có một lần nào được chạm má người yêu đúng không? Dạ. Mong rằng hôm nay sẽ được ha. Dạ, em cũng hy vọng. Rồi, nào, chúng ta hãy kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Em cởi anh ạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh ạ. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em có cảm nhận gì thế nào về anh khi lần đầu tiên gặp? Anh có nụ cười đẹp. Cảm ơn em. Em nghĩ thế nào về quan điểm của tình yêu? Em nghĩ là hai người đến với nhau là phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chứ không phải là cưới nhau về rồi để đó. Cưới nhau về để đó rồi sao? Là có, cưới cho có anh. À, cưới cho có làm gì có, chuyện cưới cho có. Cưới về đâu làm gì chứ đâu, cưới cho có để đó. Rối, bắt đầu rối rồi đó. Ráng đi, chút xíu được cho hôn nhau đó. Thì anh nhìn em thì anh có cảm giác gì không anh? Thì thứ nhất là về giọng nói thì cái giọng của em thì anh thích giọng này em nhẹ dịu. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu như mà điều kiện kinh tế, sức khỏe, gia đình cho phép thì anh có dám cùng em thực hiện một chuyến hành trình xuyên Việt bằng đôi chân không ạ? Tại vì bởi vì công việc của anh á thì nhiều khi là phải ví dụ nghỉ thì cũng phải là nghỉ 1-2 ngày thôi, thì ví dụ nếu mà được á thì mình kết hợp ví dụ nghỉ 2 ngày trong tuần cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa. Ủa em hỏi cái đó làm chi vậy em? Dạ tại vì ngày xưa em có thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp từ Hà Nội về Cà Mau, nên bây giờ em muốn thực hiện cái hành trình lại với người em thích. Già đi 60 tuổi rồi, hai vợ chồng đạp đi. Có đầy đủ điều kiện kinh tế con cái luôn rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng là em có khoảng 1 phút để em nói chuyện với bác trai. Nãy giờ bác trai nhìn em rất kỹ và cái người quyết định là ngồi dưới kia kìa. Dạ, con chào bác ạ. Thì con nghĩ là lên chương trình này con chỉ muốn là mình nói thật với lại cá tính, thật với lại
cái tính cách của con, nên con có một số khuyết điểm như vậy. Bạn Châu của con thì cũng có nhận xét như vậy. Con nói chung là con là nữ công gia chính thì con làm được hết. Con khẳng định là con sẽ là một người vợ tốt. Dạ. Rồi. Bạn gái đã hứa với ba là sẽ là một người vợ tốt đấy. Hiện tại giờ cảm xúc của em khi ngồi đây hiện giờ em cảm thấy như thế nào? Dạ là cũng thấy cảm thấy hồi hộp, tại vì lần đầu tiên mà em muốn quen một bạn gái mà quen một cách chính thức luôn chứ không phải như tình cảm hồi đó nữa. Đúng rồi, hôm nay là chính thức đó, có ba ngồi dưới, thậm chí nhà có bà con, rồi bên kia có cả gia phả xem nữa. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai để tin tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Trái tim màu đỏ, hãy nắm lấy tay nhau. Bạn gái thấy sao? Không biết nói sao hết à. Nói sao, cảm giác thế nào có thể tả được? Thật sự là em không biết nói gì luôn. Dạ. Còn bạn trai? Em thấy không? Em thấy rất là vui và hạnh phúc. Thì đầu tiên đóng tay chính thức vậy. Chưa hôn lần nào luôn đúng không? Dạ. Bây giờ hôn cái đi, xin phép ba cho hôn bạn gái cái đi. Nó có để từ từ đi. Đúng rồi anh. Chị nào hôn nhắn tin báo chị anh Linh biết nha. Dạ. Đi xin ráng 2019 sanh con nha bạn. Lâu quá. Chúc hai bạn đây, xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn hạnh phúc. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha, con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não không? Chúng ta đã thành công với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mình có thể giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái phía bên kia. Em tên Lâm Tấn Phương, em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi, hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh và bạn bên đó. Em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Biết sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Cái này lạ nha. Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà, em thấy mình để quên rồi. Em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ, cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi, có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy, bạn bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? Em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với bá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường. Còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. Thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có Ngọc. Đó là chị biết. Ai biểu nghĩ vậy chị? Hay. Đúng là bá đạo. Đố cho anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. Dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. Em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là
rảnh ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á đó. Đó. Làm thử cái đi, làm thử cái con biết cái mức độ tới cỡ nào thử hả chị. Ờ đúng rồi đúng rồi, chắc em cho em đứng lên cho có nội lực rồi, đúng rồi. À. Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta chót vong thân, ta chót vong ân. Mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là cho mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Đó mà nhiều khi người ta ra đường nó nói ôi thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường chứ nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho rồi, nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé. Anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh. Ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục rùi này với khả năng ca hát bá đạo vậy sao, tại sao phải cần nhờ tới các Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân đó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được vậy thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nha, em cũng tương đối cao cao, không cộng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu. Mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ơi chê tôi là chết không? À. Nói chung là cũng chăm sự nhờ chị. Qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Anh thêm lanh quá chị. Ờ anh lanh quá. Anh thêm lanh rồi không? Còn hơn em. Em lanh không? Thì hơi hơi. Đó nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, nói. Không, nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Ờ nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã nói em là hát á chị. Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập với em rồi. Ờ vậy dạ. Được. Không chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bệnh đi về. Nói chuyện với bà anh đâu, hát đi. Dạ vậy cho em hát, em nhắm mắt nha chị. Ờ cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu nâu. Nghe cái tựa là ta cười rồi đó. Nói trước nghe em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chú gà trống mới gây. Ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Làm em giật mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Mít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh hỏi lại là nhìn lượm thủm anh. Không mà đây lịch sự lắm. Tại gì nữa không thích gì nữa. Bao đó hả? Vô đó thôi nha. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt cứ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè. Hỏi người nhà em có đi theo không? Dạ em có cái anh bạn đi theo. Chào anh bạn, thấy cô mình nói thế nào? Dạ bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. À, nay em có đi với ai không? Dạ em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế. Đâu rồi. Dạ bốn bạn nữ xinh xắn. Dạ chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế này sao? Đầu tiên là ảnh hài, bạn em cũng hài dữ lắm anh. Cái một rồi anh có ý kiến gì không? Chắc bạn em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rồi đó, tài vận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi, rồi em coi quẻ cho hai người này quẻ coi. Bạn. Con ngày tháng nào được coi em báo quẻ luôn. Này được không? Theo em coi bói, năm 2019 kết hôn được, đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên.
Vui. Hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. Đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi ghét ai một rồi bự hơn một rồi tôi lắm nha, thật sự luôn. Anh thì tính anh thì anh nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan niệm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Ủa, anh học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ rồi? Em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm cái đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền, mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua? Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Tại vì đơn giản là khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó. Chứ tự nhiên mà tự nhiên nói à, anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Cần gì phải lý do trời, lý do do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng, 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội à, thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được. Chứ tự nhiên chị nói là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao chứ. Tưởng á. Em nói gì đi em, để người ta nói chị là mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy anh nói nhiều. Như nói hay liếm môi anh, em không biết con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào. Ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng, người máu anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc đúng không? Ừ đúng rồi. Hơi bị sốc. Đúng rồi, tại em đã nói ban đầu em không thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi. Được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế, tôi kiểm điểm bản thân là mới được. Khóc hả anh? Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên. Có làm gì đâu, tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Nha. Chắc cái điều tặng cái điện thoại với anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? Băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn. Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính ít nói hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau cái đi, mình đã đóng nối hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì nói chung thì chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc người nào cũng phải là sao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y em cũng rất là thích, tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm đó nha. Dạ không sao. Em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Mình... quản thúc em luôn á. Mình biết anh. Hả? Anh biết hay gì? Anh biết sao không biết. Hiểu không? Dạ, đó là chuyện bình thường. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn và mong rằng sẽ nhận được tin vui các bạn. Ok. Em cảm ơn anh Quyền Linh, em cảm ơn chị Cát Tường, em cảm ơn mọi người. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. À, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn, có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn, anh này vui và đủ để làm điểm tựa cho con. Cô ấy sẽ có tính là tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Hôm nay lên đây anh nói hơi rụt rè hay sao mà. Nếu mà anh ở ngoài ăn là cái tính anh như vậy thì chắc bị chinh ăn hiếp. Mời nhà trai.
Rồi, chào anh trai, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia cùng nghe luôn nha. Rồi, mời em trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân. Chào em. Và quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Trọng Hiếu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Tiểu đoàn Thông tin 26, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, đóng quân tại Dĩ An, Bình Dương. Rồi, cô gái bên đây mình giới thiệu nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Đỗ Nguyễn Hạnh Trinh, năm nay con 21 tuổi. Hiện tại con đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của trường sân khấu điện ảnh. Trong quá trình đi học ấy, thì con có đi làm thêm ở ngoài về chuyên ngành luôn. Ôi, sẵn vậy con nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, con thì được tính thì hoạt bát, luôn suy nghĩ tích cực, tháo vát trong công việc rất là nhiều. Còn điểm yếu thì đụng đến cái việc gì mà con không thích ấy, thì con dễ nổi nóng và có cái tính hay quên. Bạn ơi, bạn nghe chưa? Dạ, em nghe chị Hồng Vân ơi. Rồi, bây giờ em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn về điểm yếu là rụt rè, ngậm gái là không có dám nhìn thẳng vô mắt. Rồi con thấy sao? Ví dụ như có người yêu mà không bao giờ dòm vô trong cái mắt của mình á, thì con có chấp nhận không? Dạ, cái này để rèn từ từ sau. Không được, bắt buộc phải nhìn vô mắt. Bởi vì khi mình giao tiếp với người nào đó đó, mình không nhìn vô mắt ta, mình nhìn vô đâu á, đôi khi người ta khó chịu, người ta không có cảm tình như mình. Cố gắng nghe hiểu nha. Dạ, để mình coi đâu giờ nhìn. Dạ, mắt chị đi. Chào em. Dạ, đó thấy nhìn vô mắt bình thường á. Nói nhỏ ra nghe, bên này xinh lắm nha. Dạ, cho nên là cứ phải xoáy vô mắt liền nghe chưa. Dạ, bạn dạ. Hiếu này á là nhìn vô cô gái đẹp mà không dám nhìn vô mắt, còn nhìn những người mà lớn lớn mà bự bự thì ta nhìn thẳng vô mắt nó thoải mái, đúng không Hiếu? Dạ, chị Hồng Vân là xinh đẹp à. Thấy chưa, quê chưa? Có thấy quê không? Em có mấy mối tình, nói cho chị Vân nghe đi. Em chỉ có một mối tình là thời mà sinh viên, cũng kéo dài được 5 năm. Sau đó thì chia tay, đến nay cũng thêm 5 năm nữa em không có quen ai hết. Trời, 5 năm ở không rồi đó hả? Dạ. Ồ ôi. Đi về có một mình nên hả chị? Để anh Quang coi đàn gái coi. Ừ, sao. Dạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, chào con. À, mấy mối tình rồi? Dạ, hai. Cái đầu tiên thì là con chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi, nên là thời gian ngắn. Còn cái sau thì là thích thiệt. Cái mối tình thứ hai đó. Dạ. Là bao nhiêu năm? Dạ, có khoảng 6 tháng rồi. Nhưng mà do anh đó không làm cho con có đủ sự tin tưởng với lại cảm giác an toàn, nên là tụi con chấm dứt. Hành động gì mà không thấy an toàn? Dạ, anh đó nói con là anh đó còn khuyên người yêu cũ. Nhớ đừng nhắc gì người yêu cũ nha. Người yêu cũ mà nhắc người yêu cổ thì được. Vậy hai mối tình nó cũng đơn giản quá. Đúng mà. Đúng rồi, dạ. Cả hai người đều là những mối tình thoảng qua thôi. Rồi bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào, con cho chú Linh với cô Vân biết coi nào. Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn. Nhưng chín mà chắn. Bộ đội là chín chắn rồi. Vẫn có sự vui vẻ hoặc bát. Vui, vui luôn. Anh này luôn vui nè. Và đủ để làm điểm tựa cho con. Anh này điểm tựa vững chắc luôn. Làm bệ bắn cho con luôn. Ảnh là bệ bắn luôn. Nó nghe làm mẫu ảnh được luôn á. Ừ. Cái bạn nam bên kia làm mẫu ảnh cho con được luôn á. Cái hình dáng là giống ai? Có giống chú Quyền Linh không? Hay là giống ai? Dạ, đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Cái này là hơn chắc rồi. Em, con yên tâm. Chú Quyền Linh cũng không được đẹp lắm đâu. Anh này đẹp trai. Bây giờ á. Dạ. Cô gái kia nói là thấy là em có hết đầy đủ rồi đó. Ha. Dạ. Còn em bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào? Riêng bản thân em thì em không có quá quan tâm vào ngoại hình. Thì em mong là người con gái mà em làm quen thì cô ấy sẽ có tính là tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Tại vì thì anh Quyền Linh và quý vị khán giả cũng biết là công việc của quân nhân chúng em nói chung thì là thường là ở trong đơn vị, dành hết thời gian cho đơn vị để rèn luyện. Thì thời gian ở bên gia đình thì ít, đúng không? Ít. Nhưng mà cái nhìn chung thì chúng em đều là rất là trân trọng những cái giây phút quý báu bên gia đình. Với tính các cô gái này thì anh tin có tất cả những điều đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn thân của con từ cấp 2. À, bạn thân. Cho gặp bạn thân đi. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và khán giả ngồi ở đây ạ. Con là bạn của bạn Hành Trinh từ nay là được 8 năm rồi ạ. Anh này thì có thấy hơi hiền á, chứ rụt rè, không biết hôm nay lên đây anh nó hơi rụt rè hay sao mà
Nghĩ nếu mà anh ở ngoài anh mà cái tính anh như vậy thì chắc bị Trinh nó ăn hiếp. Nếu là con có bấm những bấm nút anh này không? Dạ con thấy anh này gu chắc hay ok với bạn Trinh á. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Dạ em đi cùng ba mẹ và chỉ huy ở đơn vị. Xin chào cô chú ạ. Đầu tiên xin chào ban chương trình, ban cậu Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Duyên dáng trẻ đẹp. Dạ. 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 Tôi là mẹ của em Nguyễn Trọng Hiếu. Tôi thấy cháu đây cũng vui vẻ mà đẹp dễ thương, thành ra mong sao cho được hai đứa được bấm nút. Tôi bảo lãnh là sau này cháu Hiếu sẽ cưng vợ cưng con suốt cuộc đời, chung thủy suốt cuộc đời. Tôi bảo lãnh. Trời ơi, có gì bảo lãnh luôn đó nha. Nghe. Dạ, xin cảm ơn nha chương trình. Cho thằng phụ trưởng của Hiếu đi. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Tôi tên là Võ Thành Nguyên, chính quyền phó tiểu đoàn 26 bộ tham mưu đoàn 4, là thủ trưởng của em Hiếu. Thì đối với em Hiếu thì ở đơn vị thì là một người hiền lành, thật thà chất khoác, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc. Đối với điểm yếu đồng chí Hiếu là rụt rè nhút nhát thôi. Đối với bạn gái bên đây thì ban đầu thì nhìn như thế là cũng được rồi, mong rằng hai bạn sẽ tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về sau này. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Bước qua rào cứ thế mà thẳng tiến. Chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay thì anh rất là hân hạnh là được gặp em. Thì anh có món quà là chú gấu bông mặc quân phục màu xanh của lính và một đóa hoa để tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có tự làm cô cầm phụ nè, nến cô thơm cầm phụ để này. Tặng cho anh. Con nói về cái ý nghĩa món quà đi con. Vậy rất là dễ thương. Dạ, món quà này thì nến thơm để dùng đốt để có gì có thể lúc ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì cả một ngày thì anh đỡ thao trường cũng cực khổ rồi. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, hai bạn cứ thoải mái nói chuyện đi nào, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đúng rồi, bây giờ bạn hát đờn cho em nghe một câu đã cho cái cảm xúc nó gọi là dâng trào, xong hai đứa nói chuyện nha. Dạ, hôm nay em tặng anh một bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Bài hát em thích nhất là bài Nghe Tôi Kể Này. Nó cũng có một phần là con người của em trong đây. Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. Em là mùa xuân chinh, trong nụ cười tươi sáng. Em rạo rừng nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu. Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá. Đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Và xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay, hoa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ. La 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 la, tôi yêu người em gái. La 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 la, tôi thèm làm người điên. Hay quá. Hay quá trời. Sao nè, rồi em có đối lại luôn không? Thì bạn gái nghe bạn gái hát thì cảm xúc trong em là cũng dâng trào.
Thì em là chàng trai cũng ở sông nước miền Tây. Thì em xin hát bài hát Hương Tóc Mạ Non. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa hẹn họ nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm. Nhắc lại thấy thương sao thật nhiều. Rồi bây giờ mình giao lưu văn nghệ rồi. Chúng ta ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi nha. Mình có trò lén chuyện lén đi. Chào em. Dạ em chào anh. Thì anh gặp em là em là dễ thương như trong tranh vậy đó. Hình tượng của anh thì cũng tương đối giống hình tượng của em tưởng tượng ra. Nhưng mà em có một cái tật xấu là ví dụ như khi em lỡ nổi nóng hoặc là lỡ giận anh gì đó thì em sẽ thường hơi sĩ diện cao một tí, nên là em ít khi nào xin lỗi trước hoặc làm huề trước lắm. Vậy thì anh sẽ xin lỗi em trước, rồi sau đó hai đứa mình sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Chắc lúc anh xin lỗi thì em hết nóng liền phải không? Dạ. Hoàn cảnh gia đình của em thì giờ em chỉ còn có mẹ thôi. Mà em làm việc thì đa phần là em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà quê em thì ở Đồng Nai. Nên là em sẽ thường xuyên chạy về hai chỗ này. Thì em không biết là anh có thể sắp xếp như thế nào. Nếu em từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Đồng Nai thì ghé ngang Dĩ An rước anh. Còn nếu em từ ngược lại thì vẫn rước anh được. Nếu vậy mình sẽ thu xếp là một nơi ở giữa hai gia đình, để mình vừa tiện cho công việc mà vừa tiện cho chăm sóc gia đình. Mà dạ, anh cũng không có ngại ở ghế đâu. À dạ vậy thì được rồi. Đời trai tụi anh là phong sương. Nhưng mà nhà của Hiếu là có mấy anh em? Dạ nhà em là một người chị cả và năm người anh trai. Ừ. Những anh chị em đều ở gần nhà, có thể là thay em chăm sóc cho ba mẹ được. Ừ, tại không vì bên đây có một mẹ đó, một con thôi. Với lại Bình Dương, Đồng Nai nó cũng sát bên nhau. Bây giờ Hiếu bước tới nắm tay cô gái để mình xem cảm xúc mình như thế nào. Xong mình nói tất cả những suy nghĩ của mình với người đối diện. Đó. Anh thì cũng nói với em là những người lính tụi anh thì luôn là quyết tâm là bảo vệ những thứ mà mình trân trọng và yêu quý. Nếu như mà hai đứa mình mà đến được với nhau thì em cũng sẽ là một người mà anh bảo vệ đến hết cuộc đời. Dạ em cảm ơn và em mong là anh sẽ thực hiện đúng lời hứa. Rồi đổi về vị trí, chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định của mình. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là đối phương để mình tìm đến, đúng là nơi mà để mình bấm nút rồi. Mình bấm nút. Rồi, đó bây giờ nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Trời ơi. Thì mà luôn nhảy hỏi lòng ngực luôn. Em chậm quá. Người ta nói là ta bấm liền luôn. Đó thấy chưa? Nó rất là mạnh mẽ bấm, luôn. Nắm tay liền ha. Rồi, bây giờ nè, trên truyền hình đó, có mẹ của em gái đang xem. Em hãy nói những gì với mẹ của bạn gái đi. Dạ, con chào bác. Con hứa là sau này là con sẽ chăm sóc cho Trinh và gia đình mà con yêu quý là đến hết cuộc đời ạ. Con nói gì với ba mẹ của Hiếu đi. Dạ, con chào hai bác. Dạ, con cảm ơn hai bác vì đã để anh Hiếu đến chương trình. Nếu như thực sự con với anh Hiếu có duyên thì con hứa sẽ hiếu thảo với hai bác giống như mẹ của con. Bây giờ mình làm thủ tục đầu tiên đi ha. Đó. Đây là hung, hung gì vậy? Hung tóc, đây là hửi tóc chứ không phải là hung. Hung là ở đây nè. Dạ, lần sau con sẽ hung Trinh ở chỗ đó. Lần sau? Chỗ đó là chỗ nào?
Lần này luôn đi. Anh hôn em thêm lần nữa là anh là hạnh phúc hơn những người chơi khác, anh được hôn tới hai lần lận. Dạ. Đó. Trời ơi. Rất là cái cặp này đáng yêu quá. Rất tình cảm. Đây là món quà dành cho hai em. Đi xem phim là quà là của cái rạp phim Cinebook 212 Lý Chiến Thắng, tới đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha, đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ lên. Em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Quý Linh và Hồng Vân tiếp tục mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. À, xin chào hai em xinh đẹp và vui tính của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, xin chào bạn gái bên cạnh ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có trong trường quay này, chào trân trọng nhất ạ. À, tôi xin giới thiệu tôi đầy đủ là tên họ đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh. À, năm nay 28 tuổi, quê quán thì ở Hải Dương. À, sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai. Hiện nay đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 39, Quân đoàn 4 ạ. Có sở thích là thích xem thể thao. Nhưng chồng hoa hồng, ước mơ sao con nhỏ nhỏ là sau này giờ có một khoảnh đất nhỏ thì trồng hoa hồng để mỗi sáng thức dậy là cắt một cành hoa hoặc nhánh hoa cài lên ngay tóc người mình yêu như là vợ mình để họ cảm thấy được cái niềm hạnh phúc cũng như là được yêu thương. Trời ơi, lãng mạn quá, quá vậy trời. Và mong muốn qua chương trình này thì tìm được một nửa của cuộc đời để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ạ. Mời nhà gái. Tôi hy vọng là nhà trai sẽ tìm được một nửa yêu thương ha. Còn bây giờ nhà gái mình giới thiệu đi nào. Dạ, lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào các chiến sĩ và chào quý vị khán giả đang có tại trường quay cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Bùi Minh Nguyệt, năm nay 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là nhân viên phát triển sản phẩm của một công ty giày ở Xuân Lộc luôn ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Hai người cùng ở Đồng Nai luôn Linh ơi. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Em trai có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Thưa toàn thể khán giả thì điểm mạnh của tôi là trong công việc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hòa đồng vui vẻ và với mọi người xung quanh, biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thêu thùa khâu vá. Giỏi quá nhỉ. Khâu vá luôn đó. Có cái điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu thì đôi lúc trong công việc thì hơi thẳng thắn một chút. Thứ hai là khả năng tán gái thì có trình độ chưa được cao lắm. Rồi bây giờ thôi mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho đàn trai nghe đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ và rất biết lắng nghe. Còn về điểm yếu thì hơi nhiều xíu. Hơi nhiều xíu hả? Điểm yếu thì hơi lề mề. Đặc biệt là khi ngủ, tướng ngủ thì rất là xấu. Không sao đâu, tướng ngủ xấu chỉ có người bên cạnh mình thấy thôi, không vấn đề gì cả. Dạ. Sở trường là cái gì? Dạ, sở trường của con là thích ca hát, thích làm thơ. Rồi. Đọc đó. Bài thơ nghe coi. Dạ, con có chuẩn bị một bài thơ nhưng mà con chưa có thuộc nên là cho con cầm. Vậy mà nói thích thơ. Tại con vừa mới làm xong. Đàn trai tôi cũng không biết có yêu thơ mà rất là lãng mạn. Bạn ơi, bạn có thích thơ không bạn ơi? Dạ, chào chị ạ. Dạ, thơ thì em cũng thích ạ. Có thuộc em thơ em không? Em thích cái loại gọi là cái thể loại thơ gì? Dạ, nói chung là thơ về cách mạng cũng như là tình yêu đôi nữa ạ. Đâu đọc thử bài thơ nào nghe cái coi. Dạ, thì hôm nay đến đây chương trình thì em cũng xin đọc một đoạn. À. Dạ, trước khi đọc một đoạn thì em cũng có một số đôi lời với bạn gái bên cạnh. Nói đi, nói lớn lên cho bạn nói gái nghe. Nói lớn mới nghe, đúng rồi đó. Dạ, em xin được đứng đây. Xin chào thiên thần bé nhỏ ạ. Em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống ạ. Trời hay quá. Sau đây, ôi. Em xin ra đọc một đoạn.
Thấy bài mang tựa đề Em và Anh ạ. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như... Như gì? Em như gì? Dạ. Có quyền coi giấy nha. Dạ. Để em đang xin tại hơi hồi hộp. Em rất mong được chạm vào tay của quý vị khán giả. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như chim nạc bồn chồn cánh bay. Em bồng bềnh một thoáng làn mây, anh xin nằm gió để bay theo cùng. Nếu làm em gì, nằm gì? Nằm gió. Nằm gió nữa nghe lộn, tưởng đâu làm anh. Nếu em nằm một cánh rừng, tình anh dòng suối bồng bềnh cuốn theo ạ. Cái này thơ này em làm hay sao? Thơ này là do một đồng chí chính viên sáng tác để nên có để tặng bạn gái bên cạnh đấy thì em cũng góp lời chút ạ. Trước khi đi là hai người ngồi bàn làm bài thơ này đúng không? Dạ, nói chung là có sự cộng tác của cấp trên và cấp dưới trong cái chương trình này ạ. Hay quá, rồi cảm ơn anh trai. Em có nghe rõ cái bài thơ này không? Dạ. Có. Tại vì cái bài thơ này rất là hay, cái bài thơ cái lời lẽ rất là lãng mạn luôn. Em là một án hoàng hôn á. Dạ. Bên đàn gái, mình có mấy mối tình rồi? Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Câu này lạ nha. Mình xinh xắn nè, mình có nhiều những tài lẻ nè, mắc mới gì mình ế. Tại mình khó quá đúng không? Dạ không, con thấy con cũng dễ. Con cũng hòa đồng với mọi người. Nhưng mà trước kia là con có thích một bạn đơn phương thôi. Nhưng mà thích từ năm cấp 3 cho tới năm 2 đại học. Vậy đó hả? Con mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Dạ con mong một người bạn trai cao khoảng 1m67 đến số 8. Mét 67 đến 68 nha. Chú ơi. Dạ dạ. Chú mét bao nhiêu nào? Dạ mét 7 ạ. Rồi ngon lành, mét 7 lần. Ngon. Cái gì nữa? Hòa đồng vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ có không nè? Có quá đi chứ. Cái này là thừa luôn vậy. Thừa luôn. Chị khẳng định luôn em có tới 100% cái điều mà nhà gái muốn luôn á. Bên kia người ta chưa có mối tình nào, bên đây có mối tình nào chưa nè? Dạ bác anh, em có một mối đó. Mối đó là thời em học viên năm thứ 3 ở Hà Nội. Nhưng mà do cái thời gian không có thời gian về, một năm về được có 2 lần nên khả năng quan tâm bạn gái không có. Thứ hai là sau khi ra trường thì nói chung áp lực công việc cũng chưa tìm hiểu sâu nên hiện tại giờ vẫn chưa có. Coi như mối tình đó, cũng không có dài. Coi như đơn phương thôi đúng không hay sao? Dạ có, cũng quen được 5-6 tháng ạ. Quen 5-6 tháng rồi thôi tới giờ luôn hay sao em? Dạ giờ vẫn chưa có một nửa đó. Chưa có phải không? Dạ. Em yên tâm đã có thiên thần ngồi bên đây chờ em rồi nha. Rồi thôi gặp người thân đi. Em trai đi với ai nào? Dạ em nay đi với thủ trưởng của em ạ. Là đồng chí Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trong đoàn ạ. Chào thủ trưởng thương yêu quen thuộc. Thủ trưởng là coi như thủ là trưởng cái là dễ thương lắm hết cho lính của mình rồi. Vâng, xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và xin chào tất cả mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Tôi là Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trung đoàn 31, sư đoàn 309 của quân đoàn 4, là thủ trưởng của đồng chí Tuấn Anh. Xin giới thiệu với em gái ở đây, ngoài những cái điểm mạnh của Tuấn Anh thì xin nói thêm một tí. Hiện nay Tuấn Anh là bí thư chi đoàn và chính vị viên phó của đại đội, quản lý khoảng 100 là chiến sĩ. Đấy, bản chất phẩm chất chính trị là rất tốt, sức khỏe tốt, và qua 2 năm công tác thì đồng chí Tuấn Anh là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Và mong muốn của thủ trưởng đơn vị, bản thân tôi hôm nay ở đây cũng như anh em trong đơn vị đi, muốn là Tuấn Anh hôm nay quen được một bạn gái. Và nhìn ở đây thì thấy bạn gái là rất dễ thương, đặc biệt là quê ở Xuân Lộc, cũng ở Đồng Nai. Thì hiện nay ở trung đoàn 31 thì lên trên đó thì cũng gần thôi, khoảng 100 cây số. Và nếu mà về Vĩnh Cửu thì từ Xuân Lộc về chỉ có 60 cây. Nếu mà hai bạn mà hôm nay là có duyên với nhau và mong muốn là hai người sẽ là tiếp tục là bấm nút và tìm hiểu thì hiểu thêm về với lại trung đoàn chúng tôi, thêm một người con, một người em nữa, và chúc hai em tiến tới là vợ chồng. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Wow. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình 3 thế hệ nha em. Là dạ. Sao? Dạ có bà ngoại, ba mẹ và em trai. Và có bạn thân em. Dạ, xin kính chào chị Hồng Vân xinh đẹp và anh Nguyễn Linh. Tôi là mẹ của Nguyệt. Nguyệt thì ở nhà thì nói chung tánh hiền, hơi chậm một xíu nhưng mà cũng siêng, cũng biết lo cho gia đình. Còn bạn trai bên đây thì nhìn ngoài thì cũng được, có điều là hơi ốm xíu. Cô thì không quan trọng về cái bề ngoài lắm, quan trọng về cái tính cách, miễn là sau này thương Nguyệt
chăm lo cho gia đình tốt là được. Thấy hai đứa cũng hợp với nhau cũng được, thì mong là hai con cho nhau cơ hội để gia đình sớm có niềm vui. Trời ơi, nói chung là mẹ rất là mong. Bà ngoại muốn khóc luôn rồi kìa. Bà ngoại có muốn nói cho bà ngoại nói tiếng miếng đi. Thương không bà ngoại, thương dạ. Cháu quá. Kính thưa Quỳnh Linh, kính thưa cô Hồng Vân, kính thưa tất cả quý vị ở trong trường quay, đưa đến nhà các chú bộ đội, nhà trai, gia đình rất là mong trong Nguyệt có gia đình. Nhưng hôm nay chúng tôi rất mừng và cũng chỉ mong một cái điều cuối cùng là hai cháu cho nhau cơ hội và xây dựng được thành một gia đình. Chúng tôi rất là mừng. Dạ, trời ơi, cảm ơn ngoại. Ngoại cưng Nguyệt quá. Ngoại thương cháu quá rồi hả? Cô ơi, cho con hỏi thêm một điều được không cô? Con hỏi anh luôn, chút xíu kéo rào con hỏi anh luôn. Không, con hỏi cô cái này hỏi hơi cô tính. Hả? Ok, hỏi cô đi. Con cũng thích một người có vòng ba hơi bự xíu á cô. À, hết rồi, giờ tôi phải qua tôi check lại cái vòng ba của ổng. Em nói là em thích cái người có vòng ba hơi bự xíu, nên phải check lại cái vòng ba của bạn này xíu. Vòng ba, vòng một, vòng bốn như nhau. Khỏi check. Nói chứ chút xíu con sẽ gặp anh, con coi tự con á, con thấy như thế nào nha. Mở rào. Để tự đăng ký kiểm tra nha. Con dạ. Kiểm tra nha. Dạ. Rồi. Mặt hai người này làm như có cái phu thê hay dạ, sao? Anh có cái tim như bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Thành món quà anh làm cả tuần nay để mong được tặng em. Em cảm ơn. Em xin tặng anh một chậu sương đồng tuyết. Mong là anh sẽ luôn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc. Dạ. Em đứng ngay giữa đi, em trai đứng ngay giữa. Rồi em gái nha, nhắm cho kỹ nha, em trai quay hai ba vòng nè, đi. Coi nè, kiểm tra nè. Từ từ, chậm chậm, tự lực dừng lại, dừng đó. Lại. Ừ, đó. Quay nữa, một vòng, nửa vòng thôi. Dạ. Dừng lại. Đó, kiểm tra vòng ba đi. Đó, sao nè, sao nè. Dạ, mặc dù là không như con mong muốn nhưng mà cơ bản là vẫn có. Rồi, ngồi đi em trai. Cảm nhận về nhau đi, giờ kiểm tra vòng ba rồi ha. Dạ. Mình cảm nhận lần đầu khi tiên anh gặp em, con tim anh muốn bay lên để chạy theo tiếng gọi con tim em. Khi nhìn thấy em thì anh thấy em một cô gái dễ thương, có độ cặp kính rất xinh đẹp. Đó là cái nhìn nhận của anh. Vừa anh bảo em là một thiên thần, đúng ra thật ra đúng là quá là một thiên thần luôn. Quá thiên thần luôn, yeah, quá thiên thần luôn. Đầu tiên thì em nhìn thấy anh thì thấy anh là hiền, nhưng mà chắc là bên ngoài ngoài đời thường thì anh chắc cũng nói nhiều lắm đúng không? Cũng tùy lúc. Tại vì em thấy anh là một người lãng mạn. Không biết thì ngoài thích thơ ca ra thì anh còn thích, anh có thích đá bóng không? Anh có thích đá bóng. Đội bóng anh thích là đội câu lạc bộ Real Madrid. À, vậy đối ngược với em rồi, em thích Barca. Barca hơn rồi. Dạ. Nói chung là mình có thể cùng ăn cánh gà và xem đá bóng là được. Hẹn hò thế nào đó? Hai bạn ở đâu đó, bạn tính đi cách dạ, sao hiện tại em làm việc ở đâu? Em thì công ty em đang ở Xuân Lộc. Và công ty em thì làm cho đến thứ bảy, em chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. Anh Đồng Nai này có khả năng nếu mà chiều thứ sáu hoặc chiều thứ bảy chủ nhật, thời gian nếu mà tuần nghỉ thì anh có thể đến với em chơi. Dạ, hoặc là mình có thể cùng lên Biên Hòa chơi. Em có sở thích nào không nhỉ? Dạ, em thì thích ca hát, thích làm thơ. Đến đây thì em cũng xin tặng anh một bài hát. Rồi anh lắng nghe. Dạ. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Quá hay quá. À. Okay. Cái bài thơ con gái, cái bài thơ mà con gái làm đâu? Đọc đi. Tự sáng tác, bạn tự sáng tác thơ, con đọc đi. Thiệt ra thì em mới sáng tác bài thơ này thôi nên là em cũng chưa có thuộc. Thì em xin được cầm giấy đọc.
À, đông sang áo ấm mặc dày, em 23 tuổi thân gầy ôm đông. Xuân sang chim én lượn vòng, em 24 tuổi xuân rồng cô đơn. Hạ sang ve tiếng từng cơn, tim em lạnh lẽo cô đơn chiều tàn. Thu sang sân lá rụng vàng, thương anh tay nắm những ngày đông tan. Năm qua năm lướt nhẹ nhàng, xuân nay em có muôn vàng yêu thương. Bạn đứng bạn nắm tay, bạn cảm nhận coi là cái sự ấm áp, cái tình cảm của mình dành cho bạn gái là cỡ nào nè? Quá ấm áp vậy ạ. Hả? Sao? Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. À, qua cái sự chia sẻ đồng cảm của bạn nữ, con gái ta sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi, nên cái sự tìm hiểu đó là một quá trình, chứ không sau này giả sử tìm kiếm một người nào không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này cũng như là cái tương lai sau này ạ. Nên để vì vậy nên phải có một sự tìm hiểu lâu dài để cho nó đến bờ hạnh phúc nó tốt nhất ạ. Anh có cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn về vị trí. Nếu thật sự chúng ta rung động thì đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu như cảm giác không phải, chúng ta không cần bấm nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Bắt đầu. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng hai em luôn. Bây giờ có bà ngoại, có ba mẹ ở đây xin phép bà ngoại với ba mẹ được dành cho em nụ hôn đầu tiên. Dạ ba, xin phép gia đình con gửi đến em nụ hôn đầu tiên của em và con dành cho em. Thôi, những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn đến đây để tìm hiểu nhau, để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn nha. Nãy con đã đọc cái món quà của anh chưa? Con đọc lớn cái bài thơ mà anh viết nè. Đọc đi. Yêu em yêu cả cuộc đời, đời anh là lính suốt đời yêu em. Yêu em yêu thật nồng nàn, tình yêu anh mãi chỉ dành cho em. Đó. Và cái này là làm mấy đêm? Dạ, hơn một tuần ạ. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nha, ok? Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn cô Hồng Vân và chúng mình. Đời trồng hoa hồng với làm thơ nha. Rồi. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì thời gian phát sóng nó hết. Hôm nay chúng tôi rất là vui đã kết nối được hai cặp đôi của những quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ đồng ý hẹn hò, hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Cái nghề của em kinh doanh là có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhà lầu, xe hơi và tiền, bạc và vàng, FDC em đều có hết. À da, kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Con hơi khó tính, hơi kỹ tính, nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa à? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Dạ, ưu điểm của em là là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ. Ưu điểm của em thì là người đam mê chỉ lo công việc, rồi biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay nít ướt.
Dạ em cũng bích ướt luôn. Vậy em hả, bích ướt luôn. Chắc cái gì ngập lụt hết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.